rồi, bắt đầu chưa? Hôm nay là nhân vật chính đang nhập rau kìa. Sinh nhật cho em Dung. Em Dung này, chị em tổ chức sinh nhật cho em Dung, nhân vật chính đang nhập rau rồi. Còn chị Yến này đang làm bưởi nha. Chị Vân đang làm bún nha. Còn vợ yêu thì đang xào nấu. Đấy. Mời các bạn theo dõi nha. Đấy, nhân vật chính đang rót rượu đấy. Nay là em Dung sinh nhật này. Xúc động quá đúng không? Xong chưa? Vỗ tay cái đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.